Chipu chính thức tung MV Follow Me ca khúc đầu tiên tại Trung Quốc. Chipu đã chính thức phát hành MV Follow Me, đây là ca khúc đầu tiên mà cô phát hành tại Trung Quốc. Với đĩa đơn hợp tác mới nhất của năm 2024, Chipu và Nhã Sắt thể hiện một phong cách âm nhạc mạnh mẽ và thẳng thắn. Bài hát kết hợp âm nhạc retro phổ biến với âm nhạc điện tử sôi động, kèm theo giọng hát đặc trưng của họ, tạo ra một không gian âm nhạc độc đáo. Trên MV của Follow Me, Chipu và Nhã Sắt không chỉ là người trình bày âm nhạc mà còn là diễn viên chính. Họ thể hiện sức mạnh và phong cách riêng của phái đẹp thông qua việc thay đổi phong cách và cảnh quay. Sự tự tin và chuyên nghiệp trong cách hát và nhảy của họ thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về Follow Me. Trước đó, Chipu là cái tên dẫn đầu bảng đề cử nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2023. Đến tối ngày 19 tháng 1, MCK đã kêu gọi phiếu bầu trên trang cá nhân, không nói nhiều, với tất cả những gì đã làm, không thích về nhì. Nam rapper cũng hứa hẹn về món quà đặc biệt sẽ có cái hay cho mọi người thưởng thức nếu giành chiến thắng. Ngay sau đó, fan nam rapper đã đồng loạt đẩy vote cho thần tượng vươn lên dẫn đầu ở nhiều hạng mục. Ngoài nhân vật truyền cảm hứng, nam rapper cũng đang tạm thời giữ vị trí top 1 ở ca sĩ rapper có hoạt động đột phá. Các sản phẩm của anh cũng có thành tích tương tự ở các hạng mục EP album của năm, ca khúc của năm, màn kết hợp bùng nổ. Tuy nhiên, khán giả cho rằng với tiêu chí thắng giải của hạng mục nhân vật truyền cảm hứng thì việc Chipu nhận được danh xưng này là hoàn toàn hợp lý. Bởi một năm vừa qua, nữ ca sĩ đã không ngừng nỗ lực, tích góp rất nhiều thành tích mới cho sự nghiệp làm nghệ thuật của mình. Bên cạnh đó, cô cũng là một trong những nhân vật truyền cảm hứng của việc bạo lực mạng điển hình.